Thịt dê được biết đến như một dược liệu quý trong bồi bổ và chữa bệnh với những tác dụng tuyệt vời mang lại sức khỏe cho chúng ta. Ngày nay, sản phẩm thịt dê được sử dụng phổ biến trong bữa ăn hàng ngày với mục đích bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ sau sinh. Cơm Ngon Việt Nam nhận thấy nguồn giá trị dinh dưỡng dồi dào mà thịt dê mang lại. Chính vì lý do đó, chúng tôi đã tạo nên chuỗi cung ứng thịt dê đạt chuẩn, mang lại những giá trị dinh dưỡng tuyệt vời cho các hộ gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh miền Nam. Thịt dê tươi tại Cơm Ngon Việt Nam được chăm chút kỹ lưỡng từ khâu chọn giống cho đến quá trình thành phẩm, đưa đến tay người tiêu dùng những thớ thịt nóng hổi, tươi ngon và nhiều dinh dưỡng nhất. Quá trình chăn nuôi cũng vô cùng tỉ mỉ. Với mô hình nuôi dê ăn cỏ, không ăn thêm các loại thức ăn tăng trọng, cho ra những thành phẩm thịt dê tươi chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ đây, bạn có thể yên tâm để lựa chọn Cơm Ngon Việt Nam bên bạn trong mỗi bữa cơm gia đình.